chào biết bà con cô bác và anh chị em đã quay lại kênh của Hồng Thoại Germany. Mình rất là vui. Hôm nay mình quay thử máy camera mới hiệu Osmo Pocket. Mời các bạn đón xem cái kết thế nào nhé. Chúng mình cùng đi nha các bạn. Rồi. Rồi, bây giờ là bạn nào có rảnh thì cùng đi với nhà mình nha. Ta thấy cầu nhiều quá, ta chụp thấy đẹp quá, chụp.